mặt cửu long sau lưng đồng tháp cá lội tung tăng lúa thơm ngào nga không ngữ quê tôi bát ngát bao tình. Vừa đẹp vừa xinh cho nước non mình, không ngữ quê tôi sau ngày giải phóng đã tan rồi bóng giặc sông lăng. Bon Salon Un. Bon Salon Un. Dạ. Bon, chú hai là người. Anh thương em. Chú hai là người Khmer luôn hả? Tao biết gạt cái mày. Cái này không biết tao gạt xuống rồi nè. Chú hai là giống bác Ba Phi ở Cà Mau á. Trời, con cháu ổng đó chứ đâu giống. Con cháu ổng đâu ra hả? Đâu con cháu ổng đâu có thằng kỳ cục vậy. Ông bác Ba Phi tao có giống rồi đó nha. Dạ. Giống á. Mình nhân ra làm gì nó cũng phải có lai ít đỉnh luôn rồi chứ đâu có khi nào mà giống gạt ổng đâu. Nó không phải na ná được rồi. Vậy chứ ông là cháu bác Ba Phi vô đó ông chứ bác điên á, bác Ba Phi á, họ gì? Thì bác Ba Phi là bác Ba họ họ Ba cho họ gì? Cháu nghèo mẹ á. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì có dịp ở ngoài Kiên Lương, Kiên Giang thì Bùi Hồ có dịp chứng kiến được các anh đang cào nghêu một bữa cơm trên ghe. Theo chia sẻ của những người ngư dân ở đây á, thì việc mà ăn cơm á, thì sáng chỉ cần đem cơm thôi, và luộc đồ thì từ các bắt được từ ở dưới biển lên. Mình có cảm giác như là giống như ngày xưa ở đồng bằng của mình mà đi đi cắt lúa thì người ta sẽ đem cơm theo. Còn các anh này thì ảnh chỉ cần đem cơm, không cần đem đồ ăn. Hay chú? Đem, mình chỉ cần đem cơm thôi. Và đây là cái nồi cơm của các anh nè. Ồ, gài hai chiếc đũa lại. Chú Út này là một người Khmer. Sáng nay mình ăn cơm gì chú? Không có gì ăn đâu, dưa leo với đồ luộc. Dưa leo, đồ luộc. Rồi với lại ba cái nghêu mình cào. Cào cho em xem với. Là mình đem theo sẵn hả? Mình làm từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Ồ. Dữ ha. Cái con đó là con bắp chuối hả anh? Con bắp chuối, con giòn, kẹ, cá măng hết. Là luộc chung vậy đó hả? Luộc chung. Là một ngày như thế là mình ăn mấy cử? Có khi hai cử cũng có mà. Cào lâu thì ba cử, còn dạ. Như là đi cỡ khoảng 10 giờ vô thì mình ăn một cử. Dạ. Là mình cào ở dưới cái mình bắt lên cái mình lựa ra mình để làm thức ăn luôn. À. Dạ. Như cái nào mà nó số ít đó, nó ngon thì mình lựa lên mình ăn. Anh là người cào thuê hả? Cào thuê. Dạ. Mỗi ngày như thế thì anh lao động được khoảng bao nhiêu tiền ha? Như mấy mùa này thắt ngày chắc khoảng cỡ 300-400 mà. Dạ, nguyên ngày luôn ha. Không đi tới 10 giờ 11 giờ vô. Mấy giờ là mình cào anh? 7 giờ. Rồi sao mình không cào buổi chiều luôn mà mình chỉ cào buổi sáng thôi? Buổi chiều nước nó kém, không có đồ. Chứ phần lái người ta ăn cái số lượng người ta vừa đủ rồi chứ không có dư được. Dạ. Là lát nữa mình chạy này mình cào ha. Ừ, cái đó là cái cào cái gì? Rồi cái đó là cái cào. Dạ, đây. Thì là tất cả các hải sản mà các anh cào lên. Luộc nãy giờ lâu chưa anh? Mới luộc, chín rồi. Chín rồi hả? Ừ, còn có một con này nằm trên sau nó còn xanh xanh nè. Ừ. Con ghẹ đó mình cào dính luôn hả? Dính luôn, mực ghẹ dính hết. Dạ. Cào có nhầm đợt cào mà hên vô dính vàng nữa. Có luôn? Có luôn. Còn ta gớt á. Ừ. Cái đó là anh nói thiệt hay là nói chơi? Nó nói thiệt mà. Dạ. Yeah. Có cào dính hoài chứ gì? Dính tiền cũng có gì. Dính tiền, dính vàng. Ờ. Ủa, thì dọn cho nó vậy chú, thì dọn đây chú. Đây nè, bữa cơm của anh này, cô bác anh. Chú Út là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chú? 58. Chú Út 58 tuổi. Chú làm nghề này lâu chưa? Hơn chục năm rồi. Hơn chục năm. Làm như thế là đủ dư tiền để nuôi vợ con chú? Vợ con. Chứ mẹ lên 5 lít rồi chia tay luôn. Rồi, đây là nồi cơm. Anh hai nè. Anh hai là chạy máy cào hả? Ờ. Con hả? Anh biển, mới ớt. Ồ. Trời, chưa chín không Út? Rồi. Cái gì chưa chín? Thấy bộ chơi chín trời. Là mỗi một cái chiếc ghe vậy là mình sẽ đi 4 người. 6 người, 5 người, 6 người, 5 người.
Bây giờ không có người thì bắt buộc phải đi nhiêu thôi chứ giờ người đâu nữa đi. Dạ. Đi đó. Dạ. Không có. Và đi bây giờ thiếu thằng bắt bắt em đi theo được không? Được. Em ngồi chơi cũng được. À. Cái bữa cơm rất là đạm bạc luôn. Là sáng là 5 giờ 4 5 giờ là mình chỉ cần việc bắt nồi cơm này lên. Đó. Với lại đem dưa leo thôi là có đồ ăn rồi. Không phải là mà ngày nào cũng đem vậy. Cũng như bữa nào không có tiền mua cá đó mới đem cái nồi cơm không. Dạ. Nào nó ngay đi. Nào nó ngay. Bữa nay không có tiền. Không có tiền. Nói cho tao biết luôn phải không chú Văn? Thôi đi. Thôi cái gì mà thôi. Đâu phải đâu. Tiền ta không ngán qua thịt heo tổng rồi kìa. Ngày qua mới nhậu thịt heo trọng đó. Rồi ông nhậu sao được rượu đâu mà không thấy. Ăn cơm gì là ở trên này anh có bị chóng mặt không? Không. Quen. Xây sống á. Trời ơi có sống gì đâu xây. Có sống gì đâu. Đi giết nó quen rồi. Nó gà nữa nay. Cái gà cục bên này hôm nay. Khoan để đi đấy. Hôm trước là em bị chóng mặt luôn á. Không có cũng tiện cho chủ ăn cơm. Chủ nào tốt vui thì cũng ăn cơm xong cái cũng làm được lít xị. Rồi chào nổi không? Không cho nó. Trời ơi không nổi thì chủ ra chạy vô chứ không lo gì. Không nổi nói vô tôi hết nổi vô. Làm cũng ấm bụng ấm dạ thôi chứ không có làm say. Làm say thì ra vô mới làm say. Dạ. Ra vô rồi chủ người ta lo mình ăn nhậu hết. À cào đến 12 giờ nghỉ là buổi chiều là nhậu. Nhậu. Nhậu nhậu nổi nhậu nhậu không nổi nằm ngủ. Là làm này là mình tính theo sản phẩm hay là tính theo ngày công anh? Tính sản phẩm. Phẩm. Sản phẩm hả? Bán được 1 triệu bạc thì mấy ông này được 80 ngàn mỗi người. Đó, màu sáng giờ bán có 30 kg đâu. Này là rượu. Bán được nhiêu? Ôi. Ông Nhân dùm tiền tôi công dân. Hình như là em nghe nói là đi biển này là mình có lặn nước là mình uống rượu vô cho nó ấm bụng có không anh? 30 kg bán 400 ngàn cho nhiều. Uống rượu thì ít, uống nước mắm nhiều. Nước mắm hả? Ừ. Nè cái đó là gió bắt lặn kìa. Mắm chưng. Anh hai vô đây nè anh hai. Anh hai qua đó đi anh hai. Qua đó đi anh hai. Chủ ghe phải ngồi trong dòm ra mới phải là chủ. Còn ta trong ngoài ấy bản không à. À vậy em tưởng đâu là mình tính theo ngày công mà chia theo sản phẩm ha. Chia theo sản phẩm đó. Dạ. Ngày nào mà ông chạy chừng 15 20 kg là bữa đó mình đi ăn cơm chơi thôi. Lọt cái mương cái mương vậy. Vậy chứ không phải sao ông có nội. Đi ngoài nói không hên. Thiệt trời ơi trời. Sáng giờ ra mới cạo 2 tiếng hồ đâu được cũng gần 8 bao rồi nè. Một bao vậy là khoảng nhiêu ký anh? Bao này hả? Khoảng 60 ký. 60 ký hả? Mà 8 bao nhân coi nhiêu ký rồi? 86 480 ký chục ký rồi. Rồi. Mà căng luôn người ta á, chứ đó miễn không à. Miễn. À có nghĩa là ba cái vỏ ha. Vỏ không à, đem vô bờ bỏ, sợ bỏ hôm nay người ta thấy người ta cười. Hôm trước em có kêu bỏ trong chết một cái. Hôm trước em có thấy một lần là người ta lựa lại á. Nhà cào xong rồi lại. Rồi đem vô nhà lựa đó. Dạ. Đang vũ á. Có ghi tên tao vô không? Hai hộp không trong. Ông chết chưa lắm. Dạ. Có nợ ai ông nội. Chứ nợ nhóc không chân, nội dạ, trốn đi ra đây. Mới chích ngày hôm qua nè nha. Dạ ông uống đi. Cho tính quay đưa lên trường hình như vậy chú. Dạ. Để hả? Đó, không có nói chơi nữa nghe, cái này lên thì lên chứ tới giờ, thành phố cho nó thì có sao nói vậy chứ giờ tôi biết gì giờ ông nội nói rồi ông này mới mốt không có chích thuốc cho ông nữa. Mới chích qua bữa nay là uống là thuốc là giảm tuổi thọ rồi. Ở đây thì còn có con gì con dòm chanh con ghẹ con nè. Sò cái con kia con cá đuối. Ồ dính cá đuối luôn hả anh? Ờ nhóc lại hai ba con nữa chú ăn thử miếng đi. Dạ con mồng ớt. Ồ để luộc chung luôn chú lụ giữ ăn dạ, nó ngọt dạ. Nó không có mất máu dạ nó ngọt lắm ăn nó ngọt còn mình mặn là mình bỏ dạ. Đi chất ngọt hết rồi dạ rồi ăn thử đi để nó ngon thì bữa nào xuống ăn nữa dạ bữa nào xuống điện tôi với ổng chạy ra. Chú bà. Chú hai này là bao nhiêu tuổi chú hai cho đâu mày đón tao khỏi bao nhiêu bạn con nó không được hả dạ. 17, 18 tuổi cho vậy. Đồng có trời ơi trời, lộn ngược lại cái chết tôi cha. Mới 60 à, chứ nói 17, 18 lộn là chú Út là 58, anh hai là 60 hả? 50. Ông này tôi là ổng tuổi dần, tôi tuổi hổ, hai thằng khác nhau. 60 luôn. 60, ông nội này 60, tôi 60 mà sao giống. Thì hai người ổng tuổi hả?
2 tuổi rồi, tôi dặn tôi hổ. Ăn thử rồi. Đuổi. Rồi em ăn rồi, em biết rồi, để nay với lại mấy anh em ăn đi. Bây giờ ăn cái này nè, ăn rồi nào. Sắp tục bằng ăn gì ra hoài hả? Ăn rồi nào. Dạ. Anh ăn đi. Miếng này còn nè. Dạ. Còn cháu ngoại không? Ăn rồi, nãy giờ hết rồi. Đó, có tuổi 1 đó. Làm sao không thua được? Thấy không? Lý sao mà mình chọn mấy chú lớn tuổi mà lý do là không có nhân công lao động hay gì sao chú anh hai? Gà nó ăn bền, mấy trẻ nó ăn là biếng lắm. Nó ăn bữa nghỉ rồi còn mấy già này mặc bị gì nó khổ quá trời gắn mặn chứ không phải là giỏi. Dạ. Ăn cái hay quay tiếp chú. Dạ dạ. Chú ăn đây con bình thường à. Ăn cho biết tại xứ đồng quê mà. Dạ. Điện giả ông nội ơi. Còn không ấy rồi ông ăn rồi tôi cầm tôi quay giùm. Nè, uống cái sao dần cái đi. Giỡn không nghe. Để cho dạ ông quay uống cái ông ơi. Không không không, con không uống không. Con không uống. Bộ không biết ngủ hả? Dạ. Vậy quay quên phim nó đâu có hay, uống rượu quay nó mới hay. Con ăn đây này vậy? Là ăn trên ghe thử coi. Ăn lại đó là cái như mình không màng nó ăn cái chất nó ngọt, nó dạ. Cái chất máu nó không máu đâu, này là luộc nguyên thủy à? Đúng, chơi dạ. Nguyên con vậy rửa sạch rồi luộc luôn à? Dạ. Ăn nó khác hơn là mình mặn rồi coi như rửa sạch rồi cái chất máu nó đi bớt rồi, không còn ngon. Rồi mình ở đâu? Mình ở nhà anh hai luôn hả? Bị màu với nhà ai nấy ở, có mình ông này ở nhà anh hai. Dạ. Còn tôi có nhà thì ở. Chỉ là nói chung là mấy người ta dạ. Lặn mình không có cho vô đây lặn nữa đâu. Đâu được nó lặn hàng nó bắt ba con thu hài mình với con ba cái con cánh quạt mỏ quạt đó sò quạt đó tôi kêu sò quạt. Làm cái nghề biển là cái này có mùa hơn hay cạo này có mùa hay là cạo hoài? Đâu có, mình cạo hoài quanh năm. Thì mà cái người miền Tây này hiếu khách lắm. Gặp lần đầu tiên là mời ăn cơm luôn. Lặn cháo trời ơi. Dạ. Và đặc biệt là chắc có lẽ là mà cô bác của anh chị mà thường xuyên đi du lịch ở biển á chắc không có bao giờ gặp được cái cảnh này đâu ha anh ba ha. Khác lắm dễ gì. Dạ. Cái đồ á mình là đi nhà hàng khách sạn á thử khác, còn mình tự ra biển mình bắt mình ăn nó ngon hơn. Dạ. Nè, mực tươi nè. Ồ. Để chú ăn coi. Mực nó còn sống nữa. Dạ. Đó là cái như để còn sống vô để vô là luộc luôn không có qua nước đá. Thông tin với cô bác của anh chị ở trong này á ngon nhất là cái phần này mà anh hai anh chủ ghe rồi ảnh đưa phần này hết luôn. Thử cho biết. Là mình thiếu thì mình cứ bắt ở trong đó ra mình luộc tiếp. Ừ. Ủa mà đâu có nuôi bọng gì đâu mà bắt thiên nhiên mà. Dạ. Rồi nãy là nuôi rõ ràng bây giờ là thiên nuôi nhiên. Là nuôi mấy cái con sò lông đồ chứ mấy con này có nuôi bao giờ. Ví dụ mấy đi nói chuyện hai lời. Mỗi con cũng vậy là mỗi một chia theo phần trăm ha anh hai. Ừ. Cái con mực này là con bạch tuộc, con mực này là hổng mặn luôn á. Là cứ để vô như là lột luôn. Con đó là mực nang á. Cái mặn là hổng mặn. Cầm tay nghe. Ăn miếng con cái nang ra. Dạ. Cái nang ăn chọc chọc á. Mấy cái đen cái gì chú ăn đi. Nó vẫn ngọt chứ không gì hết trơn. Dạ. Nhưng mà nó dơ tay mình chút thôi. Dơ nó ngon. Ngon. Chắc ngọt nó còn. Con chú giờ khỏi cần mặn gì hết trơn. Được rồi nha. Chơi nguyên con gì đó. Tuy là nó đen nhưng mà ăn nó ngọt. Ừ. Đen lồ lồ luôn à. Ngọt, rất ngọt. Dạ. Dạ. Má. Tôm mày. Đây má ăn rồi. Đủ rượu nè. Con dân đem rượu luôn nè. Ủa, thằng này đâu biết rượu trời. Này. Ừ, nó không biết lắm. Không biết rồi. Đi đốt mớ cây. Đốt mớ đá cây, mớ nóng. Mực này là nó bảo vệ nó. Đem vô lùi cái tay luôn à. Anh em đi theo quen chút xíu về cái cảnh cào của mấy anh em anh hai. Rồi. Được đó. Quay dao quay không cự à. Cái cảnh này em lại nhớ cái cảnh ở trên quê em mà đi xuất lúa, đến mùa xuất lúa là cũng vui vậy nè. Quê chú đâu? Quê em ở Đồng Tháp. Quê nào? Ở huyện Thanh Bình. Tao ngữ nè, tao ngữ mà chúng tỉnh mà tao không biết. Ủa? Vậy là anh đó không ngữ hả? Trung tâm thứ tiền à. Thường thứ tiền ngữ. Ồ. Thứ tiền giờ nó lên. Vậy là cách có à. Cách có hai mấy cây số à? Đúng rồi. Nhà chú xuống đây lâu anh xuống đây lâu chưa?
đâu rồi, ở chỗ cái gần hẳn xi măng đó. Dạ. Sao mà anh trôi giạt đến dưới này dữ vậy? Trời, nước nó đang chảy xuôi, chảy dài 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 xuống. Chảy tới Cà Mau mấy lần chảy ngược lên đây lại. Chung một cái. Còn nó trời ơi. Chung nó bự vợ ta bị ta gượt chạy bỏ xứ tới giờ á. Công nhận mấy người đi cào nói chuyện như thế cũng vui ta. Nhầm cái nói cái tào lao chứ vui gì. Có như vậy nó mới vui. Dạ. À, mà á là ngộ nó nghe coi. Nãy giờ ở ngoài kéo cào nghe là ông sụ gì đó, vô đây nó vô đây cái không có rượu cái mặt khăn gỡ. Chốt à. Ơi. Mới chích ngày qua. Cái tiếng Khmer mà nói anh yêu em nói sao chốt? Ai chú ông? Hả? Đây hai ông này gành lắm. Chú ông này cũng gành nữa hả? Ừ. Chú hai. Nói sao? Anh yêu em á chú hai. Bon salon un. Bon salon un. Bon salon un. Dạ. Chú hai là người anh thương em. Chú hai là người Khmer luôn hả? Tao miếng gạt cái mày. Cái nào không biết tao gạt xuống rồi nè. Gạt mà. Chơi tao quá. Đầu gà tới dịch mày ơi. Dạ. Thấy mặt gì chứ gà chứ để dưới nước dịch. Chú hai vui quá hả? Có nói tao lao không mà. Dạ. Bởi ai cũng đặt tao xứ này đặt tao tên hai hộp mà đặt tao hai chớp không à. Để nói chớp quốc không. Vậy chứ có tao có mắc cười lắm ơi. Dạ. Tao nói đâm lao không à. Dạ. Nhưng mà đồng bào khoái tao nhiều mà. Mày lợi chọt chọt vài câu nó ủng nổ này vô duyên thích mẹ luôn. Vai mình liền. Mấy ông mèm đi chung với tao dễ gì mà có. Chú hai hợp là xuống đây mình hay là có vợ con không? Có vợ 5 đứa con, 4 xuôi rồi. Cũng còn đi lao động hoài bình thường. Cuộc sống không? Mà vợ không kể còn ở anh bây giờ cũng có vợ 5 con, 4 xuôi. Lúc nào ở mình ở lỡ, lúc nào có là có. Vậy thôi. Dạ. Lúc có bà khác thì nói mình có bình an ha. Đúng rồi, trời ơi, mấy cái chuyện đó bài vở mình mới đi. Sống mà nói thiệt á phải không? Ừ. Cái gì mình cũng qua bài vở. Chú hai là giống bác Ba Phi ở Cà Mau á. Trời, con cháu ổng đó chứ đâu giống. Con cháu ổng là ạ. Đâu cháu ổng đâu có thằng kỳ cục vậy. Ông bác Ba Phi tao có giống đó nha. Dạ. Giống á, mình nhớ ra làm gì nó cũng phải có lai ít đỉnh trong lời chứ đâu có khi nào mà giống gạt ổng đâu. Nó không phải na ná được rồi. Vậy chứ ông là cháu bác Ba Phi vô đó ông chứ bác đi bác Ba Phi á họ gì? Thì bác Ba Phi là bác Ba họ Ba cho họ gì? Cháu gần mày hay á. Cháu gần mày hay á. Rồi, bác Ba họ gì? Hỏi hay á. Hỏi hay chứ. Không nhận hay chứ. Có tôi vô mã gọi tôi coi không mà coi tờ lên mà tôi còn quên đó đó. Ừ. Tôi vô tới mã luôn mà. Chơi vậy chứ ai cũng biết bác Ba rồi. Vô nói chơi. Bả hai vợ bả ra cắt hai mà hai vợ. Người ta có bác Ba Phi này, bác Hai Phi rồi. Vậy là ông là con trai trưởng nam lớn. Châu dạt tới giờ luôn không dám về quê nữa chứ không con cháu. Dạ ăn vậy mà thấy ngon ha anh hai ha. Ăn vậy á. Thấy đơn giản vậy mà nó ngon nó ngọt lắm. Dạ con này ớt. Cầu lụa là cái miệng dày á ai. Đó, nó lặn nó chắc cú luôn, nó coi là miệng khùng. Hai nó bự bự á. Vậy mà thấy luôn rồi chứ hết cao nó dính văn thì mình biết rồi. Không biết sao là nhiều dữ lắm là nó đang trồi lên đó. Tôi đâu biết trồi là sao. Trồi là nó trào xăng đó mà. Nãy tôi nói rồi. Thôi bỏ đi. Má lụa bự không luôn, ngon cơm luôn. Hồi nãy tàu hồ nó tính xuống dưới quay luôn lặn á. Chú Văn biết sao không? Tại vì nước mưa quá đi cho nên nước đổ ra là con lụa nó sợ chết nó trồi lên. Có mưa đâu. Trời đất, có mưa tháng đêm không đâu. Một tháng mưa có một lần. Mưa hôm muốn chị mà nó ảnh hưởng không? Ừ, đó là có mưa á. Nó đổ công ra nước ngọt khiếp luôn á. Hôm vỏ cái này động rồi biển nè, nó chạm lên tới lường hết trơn luôn. Năm ngoái năm kia gì nè, đổ ra chết một chặng muốn banh rác luôn. Lúa càng bồn á nè. Dạ. Tại vì nước mỏ nó không có thể chịu nổi. Dạ. Nó trồi lên khỏi mặt đất. Càng bồn. Nếu mình bắt con kịp này nó chết ên nó. Không bắt nó cũng chết nữa. Chết ên nè. Năm kia. Anh nhớ không? Dạ, tôi đang cào cho vũ đó mà nó chết nước mọt ra chết bỏ trong. Cái có mấy chưa được nửa tháng. Là chết bụi chứ. Hên xui.
Rồi bây giờ chú Út bỏ bếp ga vô rồi. Cô gần chiến trường rồi đó. Ăn uống gì có nhiều đó, đó. Không làm kỹ là mới không có đâu nấu. Tại vì sợ nước dâng vô xếp. Không có, ổng dặn ổng để cho ăn rồi đó. Có đâu. Nghĩ không Út? Nó quận. Ăn đi chú. Dạ, con còn nè. Bọn trời ơi, ăn đi mà. Dạ. Còn thì ăn cho hết đi chứ. Uống nữa không? Rượu nữa không? Tôi góp thêm. Không, trời vô, nó chết thuốc đây mà. Bỏ tài không à. Mình có chú Hai vui ghê á. Trời ơi, ai cũng nói vậy mà. Đăng nào có tao ngủ là vui lắm. Thì tao nói tao lâu không à. Hai hộp mà thường thường á. Mà đâu cũng phải ai nói mà được vui đâu. Nhiều khi nói người ta nói ra tao ghét lắm. Nói tao lâu không. Dũng chạy 7-8 chiếc trời. Ừ. Mướn ta chạy vậy? Mướn chạy á. Mướn chạy. Chạy lục thịt. Sao? Nãy ông Dũng chạy bò vô mà. Nãy nó chạy vô á. Có thấy đủ rồi đó. Người ta có một hộp một tốn tiền muốn chết. Ông nội tao hai hộp. Tính là mốt đủ mà chỗ này khúc chỗ kia khúc hay gì? Lâm trong. Cái cảm giác mà ăn trên ghe như thế này mà không quen á là bị xây sóng lên tí ha. Mà ghe bự này cũng đỡ hơn. Nó chỉ sống riết vậy quen à. Dạ. Mắm nè. Ăn bùa đời vậy mà ngon á hai. Ăn bùa đời vậy mà ngon á. Chú đi cầu qua Mã Lai với Thái Lan bệnh á, chỉ vô dòm thấy trời dưới nước không, không thấy cái bóng gì tất cả. Chỉ thấy mấy cây phan dầu của Mã Lai với Thái Lan đồ này kia nó phan dầu thôi. Chứ không thấy gì ghe tàu thôi, không thấy gì. Tối ngày sóng gió mưa bão vậy đó. Mưa lớn gió lớn thì bỏ neo thôi chứ không trụng đúng. Có nè. Có đi bệnh hả? Trời đất trời, Mã Lai Thái Lan gì tôi không biết cha. Lấy cái kia. Trời trời dữ chẳng lắm á. Lòng lòng lấy cái. Biết đi làm gì bệnh không? Đi cầu Bình Long. Bình Long bệnh nhiều lắm. Bà độ. Bình Long là sao anh? Cái bệnh đó là bây giờ cũng 600-700 ngàn một trái. Giống như lòng này vậy đó hả? Không. Biết. Bây giờ nó cầu gắn móc không à. Biết cái cục đó chưa? Thằng Thả Lặng đó. Không biết cái Bình Long sao? Dạ không. Ăn dạ. Nước ngoài nó mua không mà mình dạ, đâu ăn nổi 700-800 ngàn một kilo. Ờ. Lát gà hết. Một ký khoảng 6 trái, 7 trái. Chú Kiên cào gà. Bánh đó. Chú ở trên cào đó chú ăn luôn không? Ăn chứ. Ăn không biết nữa sao không? Dạ. Nếu mà một đêm nó ăn một trái thôi. Một trái là trên 100 ngàn á. Dạ. Ăn trên một trái thôi á luộc. Mà phải 3 tiếng đồng hồ nó mới có mềm. Đấy. Ăn vô là đem nó cho biết sao em nói này nha. Nó nói mà lụa đen nha, quá trời lên là chắc chúng nghĩ là đem nhiều máy làm thuốc kích thích. Nãy ra một trái là không dưới 100 ngàn. Mẹ gì nó mới chết. Ủa nãy anh không thấy cái thằng. Thấy mà tôi tưởng nó là lúc. Bây giờ mấy anh mấy chú ăn xong rồi. Chuẩn bị chắc chút xíu nữa là đi cào ha anh ha. Đi luôn hả? Đi nữa. Đi cào liền. Đi cào à. Anh có bữa nay không cho ông bán có cho anh sò đồ bán này không ấy về vợ la. Dạ. Vợ lớn hay vợ nhỏ? Hỏi ổng không biết bán mấy vợ tôi cũng. Ông là tao mấy vợ ông là tao. Anh là tao. Hả? Anh nói bắt sống anh mấy vợ rồi. Ba bốn vợ rồi. Không, ba bốn bốn nói gì cộng với 7 đứa không? Nói rõ ràng. Ba bốn bà rồi. Ba rồi ăn chứ không chỉ nghĩ là không nhớ là coi bao nhiêu. Dạ. Chút xíu nữa đi cào để biết cái cảnh của mấy anh cào. Hết nồi cơm không? Hết nồi cơm không? Dễ gì trời. Dễ gì? Ồ, còn nhiều chứ hả? Chưa. Ôi sao mà dân lao động không mà ăn ít anh hai? Hả? Không phải. Đấy, đủ mà đủ đầy đóng cơm. Phải, chứ biết sao hồi sáng nó còn sớm quá đi. Chưa có đói. Dạ. Mới 9 giờ chưa đói. Khoảng 10 giờ, 11 giờ hoặc 12 giờ lúc đó đói ăn nhiều. Trời em chú ghe em còn cần cho mình ít ăn nữa nó đỡ tốn gạo. Trời ơi. Nấu ít lại. Dạ. Sau khi ăn xong thì các anh các chú sẽ rửa chén ở dưới này luôn nè. Rửa chén bằng nước biển và chỉ có ăn uống bằng nước ngọt thôi. Và hôm nay thì tiếp tục hành trình mình sẽ quay một cái đoạn ngắn về các chú hoạt động lao động ở trên cái vỏ này là như thế nào ha. Cái cách cài nồi cơm thôi là thấy cũng kinh nghiệm ha. Đi biển này giả là gì đó, nếu mà lỡ có mắt thì mắt nguyên cái nồi luôn rồi chứ không có mắt cái nồi. Bây giờ chắc có lẽ là cô bác của anh chị xem cùng xem cái cảnh các anh các chú làm việc ha.
Dạ. Ông nội Chí ơi. Để đây đây, để thằng này tao quay, mày quay không được đâu. Bốn người lựa mới kịp hả anh hai? Ai sẽ quăng cào anh hai? Mỗi người cào ai nấy thử. À. Hôm trước là em có đi với anh một lần. Đi một lần là gặp cái gà cào cào máy. Cào máy. Cái đó cái này cào tay. Cào máy thì nó mất tiền hơn hả anh hai? Rồi. Một cái chiếc ghe cào gì nhiều tiền không anh hai? Chiếc của anh giờ cái này vừa vỏ máy mới rồi luôn, nó cỡ 100 à. Dạ. Bây giờ bắt đầu chạy ra cào. Cào đây là cào những cái con nghêu mà những cái người mà người nuôi nghêu của cô bác quý vị người ta thả xuống đây. Người ta nuôi sau thời gian lớn này bắt đầu cào để mà thu hoạch. Nó giống như là thu hoạch lúa ở Đồng Tháp từ giờ nay. Dạ. Sò hiện nay được giá không anh? Năm nay rớt giá rồi, năm nay giá bèo năm ngoái hai mấy ngàn, bây giờ là mới có 14 15 ngàn mà thấy. Năm nay 14 15 ngàn thôi. Mà năm nay bây giờ gì bây giờ là tháng này mà sò là ở ngoài không có nữa. Trong bãi giờ là nó chết 70% rồi. Lý do là sao chết? Nước 2 năm nay là nước kỳ cục quá. Nước nó xả cống, mở cống ra là bắt đầu là chết. Mà em không hiểu là cái cách cào có nghĩa là anh là cào chia phần trăm với chủ đất ở đây. Mình chạy đặt dụng 1 triệu thì bạn mỗi người 80, rồi 5 bạn thì chia ra 5 bạn, như còn dưới chủ 64 chia với bạn 64 là chủ chủ bán. Chủ bán rồi. Ví dụ em với em, ví dụ như là chủ bán được 1 triệu tiền nghêu thì anh sẽ được bao nhiêu? Nhân công mình đó hả? Người đi kéo đó hả? Dạ, cái người chủ của anh á, chủ tàu hả? Chủ tàu á, như anh nè. Rồi chia hết trơn rồi, còn dầu mỡ cơm nước rồi còn 40% à. Của anh á hả? Những người mà làm chung với anh hai rồi được gọi là bạn. Bạn là những người mà làm công chung, có nghĩa là không phân biệt giai cấp chủ hay là gì hết. Không có đâu, bình dân đó. Về nhà coi như là nghĩ như anh em là một nhà vậy đó. Mà tiền bạc chia đâu đó nó rõ ràng cái nghề bà cậu mà. Đây bây giờ các anh bắt đầu thấy đó, thấy xuống chào. Dạ. Theo chia sẻ của anh hai thì những người mà làm chung với anh hai là chủ ghe này, cào cùng chia với chủ đất, chủ ấy chủ nuôi thì sẽ được 6 phần và chủ cào thì sẽ được 4 phần. Thì đó chia lại mà những người 1 triệu thì mấy anh này sẽ được 880 ngàn. Và những người mà anh hai chia sẻ rằng là những người mà làm chung á thì người ta gọi là bạn, chứ không có phân biệt nào là chủ nào là tớ, nào là chủ nào là tớ, để có sự thân thiết gần gũi với nhau. Cái cây mỗi bên là cột sẽ hai cái cào, và như đó thì nó sẽ đẩy con muốn là kéo một thời gian nó sẽ đẩy cát ra, cát nó sẽ lọt ra và dính lại những cái con nghêu ở trong đó. Và đây là một cụm dây căng nha, hai cụm dây căng nè, bên đây hai cái, tổng cộng là ở đây có 4 cái cào. Nếu như mà nhân lực càng nhiều thì cào nó sẽ, nhân lực càng nhiều thì mình sẽ tăng cái số lượng cái cào của mình lên. Và bây giờ chúng ta sẽ đợi cho các anh sẽ sau khi chạy thì sẽ kéo những cái con nghêu lên ha. Có lẽ là âm thanh này nó làm cho cô bác quý anh chị nó cảm thấy khó nghe cái tiếng, nhưng mà cô bác quý anh chị đồng cảm vì mỗi lần chạy máy như thế á âm thanh nó rất là ồn luôn. Cái
sống lấy lại. Và ở đây thì nghe theo chia sẻ của anh Hai thì số lượng chết rất là nhiều luôn. À, bây giờ kéo lên nè. Đó. Nặng dữ không anh Trí? Thì các anh sẽ bỏ vô đây. Đây là những cái con sò lộ, sò lông. Đây, cô bác anh chị thấy không? Và đây là những cái bao này là những cái bao vỏ bị hao hụt nuôi nó bị chết đó cô bác anh chị. Nãy giờ thì Bùi Hồn cũng nghĩ đây là những cái cào được, nhưng mà nãy giờ cào sáng giờ thì mới được chỉ có bao nhiêu thôi. Rất là vất vả luôn chứ không phải đơn giản. Chia sẻ của anh Trí mà người mà đi theo cào này đó, thì cào như thế này tỷ lệ hao hụt rất là nhiều, thì những người bạn, những người mà đi làm chung lựa chung đó sẽ không có được tiền.
tại vì ăn chia theo phần trăm đó cô bác quý chị. Thưa cô bác quý anh chị, thì sau một thời gian lao động mệt mỏi á, thì các anh ở đây thường có một cái tiệc rượu nhỏ nhỏ cũng như là đờn ca tài tử để vui chơi sau những ngày lao động mệt nhọc. Và anh hai ở đây là một anh hai Văn Hợp là một điển hình như vậy. Và để tái hiện lại cái anh hai hỏi Bùi Hồ có hỏi anh hai là có biết đờn biết ca không, anh hai nói trời ơi dân đờn ca tài tử mà mày Kiên Giang mà mày hỏi biết ca hay không. Thì hôm nay thì chắc có lẽ là trước khi mà lên bờ như thế này thì nhờ anh hai ca cho câu vọng cổ trích đoạn máu nhuộm sân chùa. Rồi, anh hai ngồi trên đó đi cho nó thoải mái cho dễ đầy hơn. Dạ. Lên chưa? Lên máy chưa? Rồi em lên rồi. Lên rồi ha. Bắt đầu vô lối ha. Vô lối đi. Dạ thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp gió sương hàng bụi tiết để trở về đây để kể cho bà nghe một câu chuyện thương đau của một kẻ sắp đăng trình. Đêm hôm qua tôi có về ngang nơi họ hẹn cũ thì mới hay tin người con gái ấy đã sang sống. Kìa, ông lại mà làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để tiễn đưa mùa thu vào trong một giấc mơ buồn ba. Rồi một chiều nào đó mà có dừng chân nơi quán lạ xin bãi dần lại phút giây để hoài niệm ca đăng trình. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc như một loài chim buồn lạc lõng giữa đêm sương. Bà ơi, có một phút giây nào mà còn chẳng nhớ thương đến kẻ đã cùng bà thề hẹn ước thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho nhau vài giọt lệ ban đầu. Bà ơi, ví như tôi đã cùng bà thề hẹn thì buổi chia ly giấc mơ xưa cũng không còn gì nữa khi rủi lũ tấn hôn đang nồng nực phía loan phòng. Bà đã bình yên để khoác áo theo chồng, bà đã từng hướng đi cuộc đời vàng son qua mộng, bỏ lại bên đường vài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vô vàn và hạnh phúc. Xin bà hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho dầm trời xa không bờ mộng sông hồ. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng trở thành là vợ người ta, còn tôi là kẻ đứng bên lề đường hạnh phúc. Có tiếc thương cũng đành chia biệt, mộng mỹ nào rồi cũng tàn cuộc giữa canh sương. Thì thôi đường bà đi, đường tôi bước, cảnh quốc quang hà về một sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân về nơi tiền đồi có lạ, để lắng nghe chim quyền rộn rã kêu sầu. Đó là lúc bà đã bình yên trong cuộc sống, bên chồng và một đứa con xinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, bụi sông hồ xe dùi lắp bước chân qua. Ồ, Văn Hợp ở xã Thường Thế Tiền, Hồng Ngự, Đồng Tháp gửi đến quý vị bài ca được mang tên Hồng Ngự Quê Tôi. Bài hát này được hát từ Kiên Lương, Kiên Giang. Hát trực tiếp là ở Kiên Giang nhưng mà quê ở Hồng Ngự, Đồng Tháp. Ca bài Hồng Ngự Quê Tôi. Trước mặt cửu long sau lưng Đồng Tháp, cá lội tung tăng lúa thôn ngào nga, Hồng Ngự quê tôi bát ngát bao tình. Vừa đẹp vừa xinh cho nước non mình, Hồng Ngự quê tôi sau ngày giải phóng đã tan rồi bóng giặc sông lăng. Cô lấy đò sông sở thương vẫn nụ cười duyên, hàng cao lòng khanh vẫn nở sai hoàng.
kinh tứ thường nước bạc nên mong xả ngập đồng tân công chi. Nhãn xoài long thuần mía bên cồn cũng lửa lưỡi xanh âm thuộc cù lao thôn vị quê hương làm ấm áp lòng người chở mèo thường biết mấy đất tam cụ trù phu trái ngọt cây lành làm mát nỗi tình quê. Tài đào đợn chỉ còn hai ngón thôi. Hồng ngự quay tôi còn lại nơi ghi đề chiến tích, nơi dân quân xây hầm đắp lũy đã hơn 30 năm diệt lũ hung tàn. Ách nhật đến tay đồ giặc mấy tham tàn, thường thói tiền giặc nung thường thói hậu giặc sợ, Trăng Thành bắn chìm tàu Bình Thạnh giặc chốn thay. Tiếng reo hò còn vang vẳng đâu đây, mừng thi Trăng An bình sau ngày giải phóng. Thượng Lạc Dương cao cờ sao lòng lòng, thường phước liên quan mừng đại thắng quê nhà. Anh trai Tân Thành đen đuốc dễ thương, cô gái Tân Hội mặn mà duyên dáng. Mình gặp nhau đây trên dòng kinh Khang Chiến, mới hôm nào mà giờ đã thành đôi. Đất nước thanh bình vui quá đổi em ơi, ta lại nắm ta nhau đi trên vùng kinh Tây mới. Cho lúa thêm xanh, cho đồng thêm trúng lúa, cho hồng ngự mai sao đẹp đẽ huy hoàng. Bông lục bình cũng muốn cao thêm, quả vong xuống trắng nở xòe tươi sắc thắm, như đang chào đón khách về thăm hồng ngự sau bao ngày giải phóng quê hương. Ồ, thưa cô bác quý anh chị, thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị nghe được cái tiếng đờn, cái chất ca của chú Hai thì rất ngọt ngào rồi, nhưng mà về cái tiếng đờn của chú Hai đôi khi nó còn lập chập là về hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là hàng ngày thì chú Hai làm cái công việc là cào nghêu đó, lựa thì cái bị cái mấy con đó nó xước nó cắt đau. Thứ hai là thấm nước, và thứ ba là cũng là chú cũng lâu đàn, đúng không chú? Và chú trong khi mỗi lần mà chú cắt cái giọng hát hoặc là những đàn, những cái từ câu này qua câu kia đó, cái khúc thồng á, thì chú đàn chú nói là cái tay đau quá đó. Đó là một cái sự cố gắng của chú, mà thật ra thì chú mang cho con lại một cái niềm dạt dào khó tả lắm. Nói chung là người đồng hương với nhau mà ngồi giữa miền sông nước như thế này mà nghe ca giọng cổ thôi là cảm thấy rất là yêu thương. Chắc có lẽ là không đợi lâu nữa chú làm thêm vài bài nữa ha. Bây giờ là kết thúc một hành trình cào vào buổi sáng rồi cô bác quý anh chị. Rất là nhiều những cái con nghêu mà nó bị chết và chỉ còn mỏ thôi, và cào rất là ít. Hôm nay được khoảng được vài chục kg nghêu thôi. Theo chia sẻ của anh Trí cũng như những người dân cào vậy, thì những người mà làm công ở đây thì họ sẽ không có được tiền nhiều đó. Và xin chào, hẹn gặp lại.